Lại lên sóng tiếp một đôi loa dàn mini của Aiwa để các bác cùng tham khảo. Đôi loa này bán giá 600.000 đồng anh em nhé. Cách đây khoảng 2 tuần cửa hàng bán giống hệt một đôi như này, nhưng nó chỉ khác mỗi cái là nắp e cang màu đỏ. Nếu bác nào đã xem thì chắc chắn sẽ biết đôi loa này. Cái đôi này thì e cang đã là màu xám theo cái vỏ loa, còn giống hệt đôi nọ. Đôi nọ bán 700 và đôi này nó không nổi bật bằng đôi kia, bán 600.000. Còn chất loa, chất âm giống hệt nhau và đẹp như nhau. 300.000 một chiếc thôi, rẻ hơn cả loa tàu. Tháo nắp che ra đây, anh em có gì phải nhìn thấy nó đẹp xuất sắc luôn cái mặt tiền luôn. Đây, cái tuyến loa này nó thể cảm nhận và chép đo zin tuyệt đối cho các bác. Ốc này chưa bao giờ vặn nhá, ốc chưa bao giờ vặn. Loa bát 10 gần là gần vải, gần vải màng giấy nên anh em thao hồ dùng không sợ nó rách. Ai qua các bác ơi, xem mặt bên cạnh nó bám bẩn những cái này, nếu lau chùi kỹ sẽ sạch nha, nhưng mà cửa hàng cũng coi nó là hàng bãi rẻ rồi, cũng không lau sạch tinh đâu. Cùng series, cùng đôi, lỗ thông hơi mặt sau Tokyo Japan 6 ôm 810 là số series. Giá đôi này mở y căng là màu đỏ thì lại bán được 700. Nếu hình thức nó tinh tươm hơn tí thì bán cao hơn một chút. Mình em nghe to rõ hơn, zin tuyệt đối cho các bác nha. Chút nữa tôi sẽ vặn vế trái vế phải cho các bác xem cảm nhận loa chép và loa bát nó có hoạt động hay không. Thế nên là các bác không cần phải đến cửa hàng, các bác sang, các bác chỉ cần xem video này để ý kỹ là các bác biết là loa hoạt động hay không. Bởi vì nó không đáng bao nhiêu tiền, cửa hàng muốn làm nó rõ ràng, có vài trăm nghìn về tranh luận để làm gì cho nó mất việc của các bác cả của chúng tôi ra. Bởi vì tại sao tôi hay nói như vậy? Bởi vì nhiều trường hợp nhiều các bác mua về làm cháy xong không bao giờ nhận, cứ bảo loa tại sao nó không ra tiếng, dùng vài hôm mà làm cháy. Tiếp theo cái loa bên phải anh em nhá. Chép này, bỏ chép này. Đó, cái tối đi làm đúng không? Các bác dùng trong phòng làm việc, phòng ngủ, hoặc ghép thêm để tăng lời, tăng chép. Hết ý luôn. Chốt lại cho anh em hết ý luôn. 600.000 đôi loa này rẻ hơn cả một đôi loa chép tàu các bác mua trên thị trường. Ai qua đôi loa của Nhật, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình phải so sánh cái này cái kia thì mới thấy những cái loại này nó rẻ và nó giá trị. Anh em có thể đến tận nơi và giá bán là giá bán tại cửa hàng anh em nha, không bao ship, không bao ship đâu. Đáng bao nhiêu bao ship nữa thì cám không được ăn. Bán dạ thanh lý thôi anh em ạ.